cái gì, mà đối với nhà máy bia hay đi bên Việt Nam mình hoàn toàn sử dụng về năng lượng sinh khối. Năng lượng sinh khối thì đó là những cái phần mà có trấu rơm rạ được thu mua bởi một cái công ty nhà cung cấp của Heineken. Họ nấu lên, họ tạo một cái năng lượng nóng, một cái hơi nóng, và lúc đó là Heineken thu mua cái hơi nóng đó và được truyền cho những cái bồn nấu này để nâng cái nhiệt độ nó lên, để biến những cái tinh bột nấu thành cháo man để cho quá trình nấu. Nên hoàn toàn các nhà máy của Heineken hướng đến cái mục tiêu là giảm phát thải ròng, giảm cái CO2 bằng không, và nhờ vào cái công nghệ sử dụng biomass trong cái quá trình nấu bia. Thì chị sẽ giới thiệu với các bạn về các nguyên liệu để nấu bia. Thì nấu bia là có gồm 4 nguyên liệu chính, và mình đang có cái bảng này. Đầu tiên là nước, đại mạch, hoa bia và men. Thì nước là ai mình cũng biết rồi đúng không? Để nấu được một em bia thì nước phải là nước đạt chuẩn uống được, không màu, không mùi, không vị thì mình mới được đưa vào để sản xuất bia. Nguyên liệu thứ hai đó là đại mạch. Thì đại mạch này được gieo trồng ở các vùng ôn đới dưới sự kiểm nghiệm của tập đoàn Heineken, từ khâu gieo trồng cho đến khi thu hoạch chế biến để sản xuất thành man như thế này. Thì sẽ được các nhà máy của Heineken ở trên toàn thế giới, mình sẽ mua lại các man này từ danh sách các nhà cung cấp do Heineken kiểm duyệt, để đảm bảo là một cái chất lượng đồng nhất cho tất cả các nguyên liệu sản xuất của tất cả các mẻ bia cho tất cả các nhà máy bia luôn. Và nguyên liệu thứ ba đó là hoa bia. Thì hoa bia này có nhiệm vụ là để tạo nên vị đắng, màu sắc và hương thơm đặc trưng cho bia. Thì ở cái hoa bia này cũng được gieo trồng ở các vùng ôn đới dưới sự kiểm duyệt của tập đoàn Heineken. Thì các nhà sản xuất sẽ thu mua những cái hoa bia này lại để chiết xuất thành những cái tinh chất như thế này và phân phối đi cho tất cả các nhà máy bia của Heineken trên toàn thế giới. Và có một điều đặc biệt là chỉ riêng những cái hoa bia cái chưa thụ phấn thì mình mới được sử dụng để chiết xuất thành những tinh chất như thế này. Vì các hoa bia cái chứa các chất lumulin là cái chất để chứa nên tạo nên màu sắc và cái vị đắng đặc trưng cho bia. Và nguyên liệu cuối cùng cũng là một nguyên liệu không thể nào thiếu cho một mẻ bia hoàn hảo, đó là men. Thì riêng Heineken sử dụng men A là con men độc quyền do người học trò của tiến sĩ Louis, của nhà bác học Louis Pasteur tìm ra. Đó là tiến sĩ Elliot. Ông tìm ra con men A từ năm 1886 và được nhân giống gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Thì với sự kết hợp của con men A độc quyền của hoa bia và đại mạch cũng như là nước tinh khiết thì để tạo nên một cái chất lượng hoàn hảo của tất cả các mẻ bia của Heineken. Đây là tinh chất hoa bia. Và mình sẽ được đưa vào đây mình nấu nha. Mình hoàn toàn còn mình nấu không có được rồi. Quy trình nấu bia thì bắt đầu từ cái máy nghiền man, là cái máy nghiền hồi nãy mình chỉ có chỉ cho các bạn ở phía sau đó. Rồi,
thì các man sẽ được chuyển vào cái máy nghiền man này và được nghiền nhỏ ra, sau đó là chuyển xuống các bồn nấu và bắt đầu nước được thêm vào ở các nhiệt độ khác nhau để tạo nên một cái cháo man có chứa các protein tự nhiên từ đại mạch. Sau đó thì quá trình này mình sẽ gọi là quá trình đường hóa và hồ hóa tinh bột. Sau đó thì mình sẽ thu được một cái cháo man và mình sẽ chuyển qua cái máy tiếp theo là cái máy lọc dịch đường, nhằm để tách những cái chất rắn như là vỏ trấu hoặc là những cái tinh bột chưa được hòa tan, mình sẽ tách ra khỏi cái dịch đường. Và mình cái dịch đường này mình sẽ được tiếp tục nấu. Còn cái chất rắn mà như hồi nãy chị Minh có giới thiệu với các bạn đó, đó là cái bã hèm, mình sẽ gọi cái chất rắn này là bã hèm. Và cái bã hèm này mình sẽ không bỏ đi mà mình sẽ cung cấp cho các nhà máy để sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm. Và cái dịch đường tiếp theo mình sẽ được đun sôi tiếp tục ở nhiệt độ từ 80 đến 100 độ C trong hơn 1 tiếng nữa để nhằm ổn định cái dịch đường, thanh trùng dịch đường và tạo nên các tổ chức đạm không tan. Ở bước này luôn thì mình cũng sẽ bắt đầu thêm các tinh chất hoa bia vào để tạo nên cái màu sắc vị đắng của hương thơm đặc trưng cho bia. Sau đó cái dịch đường này mình sẽ được chuyển tiếp qua bồn lắng trong. Trong các bồn lắng trong này có một cái hệ thống lực xoáy ly tâm, mình sẽ xoáy vào những cái tinh bột chưa được hòa tan còn lại, nó sẽ được xoáy vào bên trong tâm bồn và được loại bỏ nó đi. Sau đó mình sẽ thu được một cái dịch đường trong. Dịch đường trong này lúc này thì nó còn rất là nóng nha. Và sau đó thì mình sẽ chuyển tiếp qua cái máy làm lạnh cái dịch đường này để chuẩn bị cho quá trình lên men. Khi đó thì mình sẽ hạ cái nhiệt độ của cái dịch đường này xuống còn khoảng 9 độ C. Mình bắt đầu chuẩn bị cho quá trình lên men, sau đó sẽ chuyển qua cái bồn lên men này. Thì ở bồn lên men này các con men sẽ được thêm vào và sẽ bắt đầu quá trình tạo nồng độ cồn và CO2 cho bia. Thì tùy vào các loại bia khác nhau và sẽ có thời gian lên men rất khác nhau và công nghệ lên men khác nhau. Ví dụ như hiện tại thì Tiger đang lên men ở trong quá trình là 14 ngày và Heineken thì được lên men trong thời gian là 28 ngày. Rồi sau khi quá trình lên men này chúng ta sẽ thu được bia non này thì tiếp tục mình sẽ được chuyển qua một cái bồn ủ chính tiếp để mình đạt các chuẩn thông số về một cái mẻ bia mình mong muốn. Và sau khi mình ủ bia đến một cái độ mình thu được một cái mẻ bia mà mình mong muốn rồi đó các bạn, thì bia của mình sẽ được chuyển qua tiếp thêm một cái máy nữa, một cái công đoạn tiếp theo là lọc trong thêm một lần nữa để nhằm tách hẳn các con men ra. Và sau đó thì mình sẽ thu được bia thành phẩm. Và bia này lúc này mình sẽ đang chuẩn bị, nó đã được sẵn sàng để chuyển qua khu vực packaging đóng gói vào chai lon két để chuẩn bị bán ra thị trường. Đến đây là kết thúc toàn bộ quy trình nấu bia. Và chị Minh có giới thiệu với các bạn rồi thì toàn bộ cái nguồn năng lượng để mình sử dụng cho cái quy trình nấu bia này thì mình sử dụng hoàn toàn là nguồn năng lượng chính khối. Từ giữa xe lô và cân đông đo đếm những cái lượng cần thiết cho một cái mẻ bia, rồi sau đó là các anh sẽ chuyển qua những cái bồn nấu mà hồi nãy mình có giới thiệu nguyên cả quy trình nấu bia, rồi đến cái giai đoạn lọc bia, rồi qua cả quá trình lên men thì chúng ta sẽ đi tham quan một chút xíu nữa, cũng như là qua các máy lọc. Thì tất cả những cái hoạt động đó, những các bước trong quá trình nấu bia cho đến khi bia thành phẩm đều điều khiển trong cái hệ thống nhà máy này. Và cái đặc biệt là ở khu vực này thì chỉ có 2 kỹ thuật viên trong một ca làm việc và điều khiển trong cái quá trình nấu bia như vậy. Quá trình nấu bia và theo dõi những cái chi tiết ở bên trong của một cái mẻ bia mình nấu đi, rồi sau đó sẽ chuyển qua những bước tiếp theo là qua những anh kỹ thuật viên ở đây hết. Rồi. Như vậy mình đi tiếp ha, tại vì mình cũng còn nhiều chỗ để khám phá. Ở khu vực này thì có diện tích là 4.000 m2 và luôn luôn được duy trì ở nhiệt độ từ 8 đến 10 độ C. Khá nhiệt độ trên lệch khá là nhiều so với ngoài này, nên chúng ta tham quan trong đó khoảng 2 đến 3 phút rồi chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài này và mình tham quan tiếp khu vực packaging đóng gói bao bì nha. Rồi mời các bạn cùng bước vào bên trong. Khu vực này là khu vực duy nhất và độc nhất của nhà máy Heineken Vũng Tàu trên khu trong tại khu vực Đông Nam Á. Mỗi bồn thì có chiều cao là 25m với sức chứa là 5 mẻ bia trên một mẻ bồn, một mẻ chứa được 5 mẻ bia trên lên men. Thì ở nhà máy Heineken Vũng Tàu ứng dụng cái công nghệ lên men tự động như thế này nhằm để kiểm soát chặt chẽ hơn về cái quy trình lên men của bia và cũng là để nhắm đến mục tiêu là để
để giảm nguồn năng lượng mà mình sử dụng, như là nguồn năng lượng điện, công nghệ lên men khác. Thì trong những cái bồn lên men này á, thì tùy vào những cái loại bia khác nhau mà sẽ có không. Oh, my God.